có chiều dài hơn 20 km. Tuyến đường liên xã Đa Đơn, Phi Tô, Nam Bang là huyết mạch giao thông phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân trong huyện và các vùng phụ cận. Đường đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện ổ voi, ổ gà. Nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập. Con đường này bây giờ quá xuống cấp chứ không phải là xuống cấp nữa. Chúng ta là thuộc nông thôn mới rồi, ta nên làm lại đi. Đấy. Chứ để con đường này thì đi lại bà con đi hàng ngày là khó lắm. Đi lại của dân thì nó cũng có tai nạn, một ở ngã ba dưới kia cơ, một vụ ở ngay đây này. Có chết chết ngương á? Chết ạ, chết hai người. Còn cái việc mà ngã là chuyện bình thường. Dân chỉ có biết là kiến nghị là làm cái con đường này thôi chứ còn tôi cũng chả biết nói nào cả. Mùa mưa, đường biến thành sông. Một số hộ dân gần như bị cô lập. Mùa nắng thì gió bụi cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù đường đã xuống cấp, nhưng hàng ngày vẫn phải gồng mình chống đỡ những phương tiện trọng tải lớn hiên ngang cày xới mặt đường như thế này. Con đường này á, xe trọng tải lớn 30 tấn cát đá qua lại đây rất nhiều, mà chúng tôi là người dân ở địa phương này là rất là bức xúc nhưng mà cũng đâu có làm gì được. Không chỉ nhiều lần kiến nghị, trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân liên tục phản ánh. Tuy nhiên, đường vẫn tiếp tục xuống cấp. Vậy chính quyền địa phương nói gì? Lý do lớn nhất là các cái xe chở cát trọng tải lớn, chở cát từ các cái mỏ cát của xã Đại Đờn ngang qua cái tuyến đường này. Trong mùa mưa thì xe mà đi nữa thì gần như là chúng tôi bị cô lập. Thì tất nhiên là chúng tôi cũng đã có kiến nghị nhiều lần. Do là các cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân thì cử tri cũng tiếp xúc cử tri cũng rất là bức xúc. Trong khi đang chờ nhà nước đầu tư, hiện tại tuyến đường này được Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng huyện Lâm Hà quản lý và sửa chữa. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hạn hẹp, đường lại trong thời kỳ xuống cấp nghiêm trọng. Mặt khác, trên tuyến đường này, hàng ngày có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông, dẫn đến việc duy tu khó đảm bảo. Cái đường này đã được tỉnh cho chủ trương lập dự án đầu tư. Mà tổng mức đầu tư cái đường này thì tỉnh đã cho là tổng mức đầu tư là nâng cấp luôn toàn tuyến theo cái đường cấp 4. Thì là nó ước tổng mức đầu tư là khoảng 120 tỷ theo năm 2013 là thêm một là tỉnh cho chủ trương. Thế nhưng mà sau khi bức xúc của một cư dân kiến nghị thì chúng tôi cũng đề nghị ủy ban huyện thì cái này giải quyết bức xúc cho dân. Thì đối với cái dập vá di tu mà cái này nó tính là 3-4 cái mỏ cát rất là lớn, thì đối với địa phương bây giờ quản lý và cái xe tải trọng quá lớn và với cái cấp đường như này bây giờ mình có nấp chỗ nọ thì lại khóa chỗ kia, là đề nghị một số cơ quan chức năng làm sao mà khống chế cái tải trọng xe vận chuyển. Sắp sửa bước vào mùa thu hoạch cà phê, người dân địa phương trong khu vực tiếp tục phải đối mặt với bao khó khăn thách thức. Hơn lúc nào hết, chính quyền địa phương và các ngành liên quan của Lâm Hà và của tỉnh cần có giải pháp khắc phục, đáp ứng thuận tiện việc lưu thông cho người dân và phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là đảm bảo an toàn đi lại cho các em học sinh khi năm học mới bắt đầu.